Bên tay phải mình đây là AMD RX 7700S 8GB RAM. Và bên tay trái là RTX 4060 8GB RAM. Hai con card đang được định mức ở cái phân khúc giá, mỗi con một kiểu nhưng mà chung mức về RAM. Với con TUF là trang bị con card RX 7700 đó thì chúng ta có mức giá lên đến 22 củ ở bên Normal Computer. Tuy nhiên là giá sẽ thay đổi thì anh em nhớ click link ở phía bên dưới nếu như anh em muốn tham khảo. Còn bên cạnh mình đây là Legion 5i 2024, trang bị RTX 4060 và giá của nó lên khoảng tầm 30 cho đến 32 củ. Còn đương nhiên mình vẫn bảo luôn, đấy là giá nó có thể thay đổi, anh em thể click ngay phía bên dưới ha. Tuy nhiên đây sẽ không phải là video mình so sánh hai chiếc laptop này với nhau, bởi vì nó hoàn toàn khác biệt nhau về mức giá, về định mức, về những cái gì nó đem lại. Nhưng mà cái cốt lõi bên trong về câu chuyện cấu hình là 16GB RAM chung này, chip thì đều là Ryzen 7 solo với i7 là đúng chuẩn bài rồi này, rồi là cả có 8GB RAM. Vậy thì hãy cùng mình xem là con RX 7700 này có thực sự để anh em đáng mua hay không, với tầm giá 22 củ bớt đi hẳn 10 củ để anh em được một con card có cái hiệu năng gần như tương tự với RTX 4060. Và không để mất thời gian nữa, vào bài test luôn nhá. Hello, xin chào tất cả anh em, lại là Ngọc Huyền đây. Và sắp tới là tới mùa nhập học rồi. Tại sao Normal Computer lại không giảm giá cho anh em để có thể sở hữu được những chiếc laptop đồng hành cùng với anh em trong vòng 5 năm tới? Và đây, chương trình khuyến mãi có tên là Sinh viên mua laptop, tiết kiệm còn có quà. Và đặc biệt là các mẫu laptop dạo này anh em đang quan tâm, ví dụ như là Lenovo IdeaPad Slim 5, Lenovo NOQ 3050 với mức giá như này, còn như này. Và đặc biệt là khi anh em mua laptop tại Normal Computer có thể sở hữu khuyến mãi lên tới 5 triệu đồng và giảm giá tới 70% cho các phụ kiện, ví dụ như là bàn phím, chuột này hay là đĩa đạn nhiệt anh em nhé. Anh em lưu ý là sự kiện này chỉ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 cho tới ngày 15 tháng 9 thôi anh em nha. Số lượng thì có hạn nên là anh em hãy nhanh tay tham khảo ngay giá ưu đãi ở phần mô tả video anh em nhé. Và bây giờ chúng ta hãy quay lại video ngày hôm nay. Rồi, mình vừa được với bộ thêm tí sáng sủa để cho nó đỡ tối tăm u ám một tí, trông nó hơi căng thẳng. Được rồi, thì bây giờ mình sẽ mở cái kết quả một chút để mình có thể gọi là nhớ hơn về con game này cho anh em nhé. Thì với cái tựa game đầu tiên mình muốn test cho anh em, đó sẽ là Black Myth Wukong. Tuy nhiên đây sẽ là cái phiên bản nó gọi là Benchmark Tool, chứ còn game thì chắc phải khoảng tầm tuần, hơn tuần nữa thì chúng mình mới có thể mua về được, bởi vì nó đang cháy hàng rất rất kinh. Đó, thì với cái Benchmark Tool này nó gần như là mô phỏng được đâu đấy khoảng tầm 80% cái con game này. Và để mình giải thích game một chút về cái con game này nhá, đấy là họ sẽ sử dụng nó giống như kiểu Crysis 3 ở thời điểm 2024 ấy anh em. Tức là cái artifact, là những cái thành tố bên trong game này á, nó được render ngay từ ban đầu ở độ phân giải rất rất cao. Thành ra cái game này nó là một con game đồ sát cấu hình kinh khủng khiếp. Không còn cái câu chuyện là RTX 4060 chơi được tất cả mọi game nữa. Và đến với cái game Black Myth Wukong này, thực sự là nó gọi là mệt đầu luôn. Và kể con RX 7700 nó cũng vậy. Vậy thì cái setting mình để ở đây cho anh em nhìn thấy đó là gì? Mình đều để ở mức setting, đó là màn hình để borderless Full HD 16:10 là 1920x1200, không bật vi sinh, Super Resolution để là 40%, có FSR và DLSS, tuy nhiên không bật Frame Generation. Setting của RTX nó là Very High, cũng như là setting của game mình đều để ở preset, đó là 2 mà thôi. Bởi vì để ở medium thì nghe nó hơi ít. Và cái thứ hai đấy là để cinematic là không thể chạy nổi trên cả hai con, nó cực kỳ giật lag. Đó. Và đây sẽ là bảng thông số để anh em có thể nhìn. Với RX 7700 thì nó đem lại một mức FPS đó là 23 FPS trung bình, tối đa là 32 và lowest là 11 FPS. Và nó có hiện tượng bị khựng hình khá là nhiều. Cái vấn đề này ấy, thì mình xin phép giải thích là không phải tại con máy, mà nó đến từ driver, đến từ nhà AMD. Cái lúc mình chưa update driver thì nó cũng đạt được một thông số gần như tương tự, nhưng nó không có cà giật. Đấy là nó đang quanh khoảng tầm 24-25. Và cái FPS 1% lâu của nó sẽ đạt đâu đấy khoảng tầm 16, là một cái mức mình có thể nào đấy gọi là chấp nhận được. Và cái highest FPS nó đạt được là 33. Nhưng mà cái được lợi của nó đấy chính là nó không bị giật khựng. Còn đối với việc mình update lên driver mới cho chiếc RX 7700 này thì nó bị trời sụt khá là nhiều. Anh em thể nhìn ngay cái phần biểu đồ FPS ở đây. Ngoài cái việc là nó có hơi giật khựng một chút ra thì nhiệt độ của GPU cũng là cái mình cần phải nhắc luôn cho anh em. Với cái mức điện đâu đấy khoảng tầm 100W mà GPU tiêu thụ thì nó lên tới là 80 độ C
thậm chí có thể lên được lúc là nhảy lên 85 độ, một cái mức nhiệt mình cảm thấy nó khá là cao với một con laptop của mình mà chơi một cái tên AAA như này đó. Mà VRAM mình thấy là nó cắn còn không được hết full 8GB cơ, nó đợi khoảng tầm 6GB hơn 7GB mà thôi đó. Thì đấy là với RX 7700, về cơ bản là nó vẫn có thể chơi được game này với một cái setting nó ổn hơn và anh em nhớ bật frame gen lên để chơi. Và đừng quên là đừng update driver của mấy con AMD lên nhiều nhé, bởi vì nó gặp hiện tượng lỗi khá là nhiều ấy đó. Còn nếu anh em muốn biết là bản driver nào hợp lý hơn thì nhớ là lên các diễn đàn Reddit. Rồi, chúng ta lại sang với con RTX 4060 được trang bị con Legion này. À, mình nhắc luôn, đây là cả hai máy mình đều để ở chế độ là performance chứ không để là con nào turbo này kia, bởi vì turbo ấy nó sẽ còn ảnh hưởng đến là mỗi máy nó sẽ có cái mức thiết lập về turbo khác nhau, rồi là watt điện các thứ nó khác nhau. Mình không để turbo lên làm gì cả, mình để performance thôi để cho máy tự quyết định. Đối với RTX 4060 thì nó khá hơn rất rất nhiều. FPS trung bình đâu đấy khoảng tầm 31, FPS cao nhất nó đạt được là 38 và thấp nhất nó đạt được là 21. Mình sẽ không tính phần trăm ở đây, bởi vì tính phần trăm nó giữa cái khoảng thấp nhất và trung bình nó khoảng tầm 30%. Nó là một con số khá lớn, tuy nhiên hãy nhớ lại là mắt của chúng ta nhìn được một cái hiệu ứng về chuyển động là mượt nhất ở mức là 24 FPS, đó là base luôn rồi. Thì 21 nó gọi là một tí trong một khoảng thời gian khá là ngắn của game thôi, còn lại là trung bình là 31 mà. Là một cái. Thứ hai, nó không bị một hiện tượng khựng nào. Đúng rồi, không hiện tượng khựng. Anh em có thể nhìn thấy luôn cái biểu đồ của game này, nó bị drop đúng một tí cái đoạn đầu, giống như kiểu nó đang phải load lại những cái tài nguyên đó, còn lại không vấn đề gì hết. Đó, rất ngon. Và cái thứ ba, đấy là RTX 4060 nó thể hiện tốt hơn khá là nhiều khi mà ở cùng với mức setting, là nó có cái điện năng tiêu thụ cùng 100W nhưng mà cái nhiệt độ của nó chỉ loanh quanh ở tầm 75 độ C mà thôi. 75 độ C với 80 độ C là cách nhau một khoảng khá là lớn rồi, cũng như là nó đã mát hơn rất là nhiều. Đấy là một cái khoảng mà mình thấy là nó cách nhau khá là xa rồi, cho dù là hai con card đều được sử dụng chung một cái mức là tối ưu hóa lên tận 100% GPU, còn CPU thì nó dùng hơi thẳng thẳng một tí và mình cũng sẽ không đề cập đến CPU trong lần này. Đó, vậy thì với bản test đầu tiên, RTX 4060 có thể gọi là thắng rất là rõ ràng. Rồi, chúng ta sẽ đến với tựa game tiếp theo, đó là Cyberpunk 2077. Thì với Cyberpunk 2077, RTX 7700 lại có phần nào đấy nó xét về mặt thông số thì nó hơi thua thiệt. Chúng ta có một mức FPS trung bình là 27 FPS ở cái mức setting mình đang để ở đây. Đấy là RTX Medium, không bật công nghệ lên, chỉ để hiệu năng thuần mà thôi. Đó, thì nó sẽ đem lại một cái mức gọi là tạm chấp nhận được, đấy là 27. Tuy nhiên nhá, khi đến những cái màn khác mà nó ít chuyển động hơn thì mình có nhìn thấy đấy là nó có thể lên được đâu đấy khoảng tầm 50, thậm chí là 60 FPS. Đây, max FPS nó cũng nhìn chỉ thẳng luôn cho anh em, đấy là 66 FPS luôn. Còn min FPS như mình đã nói, đấy là phiên bản AMD driver mình đang dùng, nó đang hơi có vấn đề, thành ra nó drop khá là kinh. Đó, thì đừng quên là đừng update nhá. Mình nhắc lại thêm lần nữa, không lẽ mà mình không nhắc. Nếu như anh em có ý định mua chiếc laptop này. Còn về cái hiệu năng chơi game của nó, về cái nhiệt độ của nó cũng đạt ở cái mức đâu đấy tầm 80 độ C, khá là nóng, nhưng mà nó không bị pick lên khoảng tầm 85 đâu, nó không bị pick lên. Thế là một cái dấu hiệu nó có phần nào đấy nó tốt hơn đến từ con game là Cyberpunk này. Nói chung là nó hoàn toàn có thể chơi được, tuy nhiên là đến cái lúc những cái cảnh kiểu cháy nổ bắn nhau ầm ầm với nhiều người á thì mình nghĩ là nó sẽ hơi chật vật một chút với phiên bản này. Và đương nhiên nếu anh em muốn chơi mượt, hãy bật công nghệ lên, không phải tắt điểm gì cả. Còn sang với chiếc Legion 5 đang được trang bị RTX 4060 này, Cyberpunk 2077 tỏ ra vượt trội rõ rệt với FPS trung bình là 46 và FPS cao nhất nó có thể đạt được là lên đến khoảng tầm 70. Đúng rồi, đến khoảng tầm 70. Và mình đã test con RTX 4060 quá nhiều cho anh em rồi, thành ra là mình không cần phải nhắc về cái độ ngon nghẻ của nó làm gì cả. Nó hoàn toàn thể cân rất tốt cái tựa game này ở mức setting là Full HD và RTX Medium không bật công nghệ. Đấy, mà bật công nghệ lên có khi lên được cả 100 FPS không chừng. Và cái nhiệt độ nó cũng rất là mát, chỉ loanh quanh đâu đấy khoảng tầm 70 cho đến 73 độ mà thôi. 70-73 độ so với 80 độ lại một khoảng cách lớn, RTX 4060 lại gọi là win. Ok chưa? Còn có một tựa game nữa mình muốn test, tuy nhiên là nó đang bị lỗi, đấy là con Far Cry 6. Và mình có test sơ con Far Cry 6 trên con AMD RX 7700S này. Được cái, đây là một tựa game nó không có quá nhiều cái công nghệ, cho dù là nó vẫn là một tựa game rất là đẹp, ngốn gọi là cấu hình gọi là tương đối thôi,
với những cái con cạc mà chỉ cần 6GB RAM trở lên là có thể chơi được con game Far Cry 6 đấy rồi, thì chúng ta có một FPS trung bình đâu đấy khoảng tầm là 2... Con này bị lôi ra đấm với 4060 nhiều hơn. Tại vì 4060 ấy, nó sẽ là ở cái khoảng tầm giá gần như bằng nhau trong thời điểm ra mắt. Con này bị giảm giá, con này đến mới, bị ảo giá. Đó, thì mình cố gắng neo như thế thôi. Còn đối với câu chuyện đến... tiếp đến thì mình có test với cả Far Cry 6 ở trên Legion 5 thì nó không chơi được. Mình không biết tại sao, không mở lên được. Còn đối với cả con TUF này thì mình có test được rồi. Và cái thông số mình cảm thấy nó thực sự là ổn áp. Không bật Fidelity FX lên làm gì cả. Mình chỉ để là thuần hết là cực cao, cũng như là để cái DXR, tức là cái dạng kiểu ray tracing ảo nó một chút. Thì FPS trung bình nó ra là 65 và FPS tối đa lên 81. Nó có phần nào đấy nó hơi tụt một tí do là AMD phiên bản đó, nhưng mà được cái là nó tụt nó không quá sâu, vẫn hoàn toàn có thể chơi được mượt, nó không bị khựng quá đâu, không hề bị khựng. Đó là một cái tín hiệu khá là tốt về cái câu chuyện là chơi cái tựa game mà nó hỗ trợ thuần ở trên AMD nhiều hơn, cũng như là game từ console xuống, thì rõ ràng là AMD nó được hưởng lợi hơn khá là nhiều. Bởi vì một cái fun fact nhỏ nhỏ đấy chính là PS5 thì họ liên kết với cả AMD nhiều hơn với bên Nvidia anh em ạ. Đó, đấy là một cái fun fact mình muốn gửi tới cho anh em. Thành ra là hệ thống full AMD khi mà chơi các tựa game console port xuống sang PC thì chơi nó sẽ cực kỳ ngon và cực kỳ mượt, nó không hề bị những cái vấn đề của linh tinh lặt vặt làm gì cả. Và đó là câu chuyện liên quan đến game AAA. Đáng lý ra RX 7700S này nó có thể phần nào đấy ngang bằng được với cả RTX 4060, chắc chỉ vênh đâu đấy khoảng tầm 20%, nhưng do câu chuyện driver của AMD, thành ra là khi mình update mình cho anh em nhìn thấy rồi đó, cái kết quả nó có bị cách xa đối với khoảng tầm một khoảng lên tới hơn 30, thậm chí là 40%. Thì đây là một cái hơi đáng tiếc một chút. Còn đối với các tựa game FPS thì sao? FPS thì nó lại là những cái tựa game nó thuần hơn về là CPU, về là hiệu năng đơn nhân, về là số lượng nhân, cũng như là các cái xử lý phần lớn là được CPU gánh chứ không phải là GPU. Thế nên là chúng ta sẽ chỉ xem xét được sơ qua một chút về phần nhiệt độ thôi. Đấy là xong với câu chuyện là các tựa game AAA rồi. Đáng lý ra RX 7700 này, với cái phiên bản mình chưa update lên cái gì cả, mình chỉ update thuần với cả Windows Update mà thôi, thì nó là một con cạc thừa sức có thể ngang kèo được RX 4060 ở một vài trường hợp, giả dụ như là Cyberpunk. Tuy nhiên là do cái câu chuyện update, và chính vì câu chuyện update khiến game nó bị khựng á, thành ra là chúng ta không thể chơi được con game này. Chúng ta đúng hơn là chơi game trên con máy này một cách thực sự mượt mà và đúng như hiệu năng mà nó đem lại. Nó sẽ bị cách đâu đấy khoảng tầm 30-40%. Còn gốc ạ, khi mình đã test rồi, mình có thể tự tin nói luôn, đấy là con RX 7700S này thừa sức ngang kèo được với cả RTX 4060, và nó hoàn toàn là một phiên bản thay thế rẻ tiền hơn rất nhiều. Nếu như anh em không có cái ý định gọi là mua một chiếc laptop quá 20 mấy củ, rồi là nó cũng đắt đỏ quá, phần lớn là đắt đỏ, thì RX 7700 nó đáng hơn khá là nhiều. Còn đối với cả tựa game FPS như là CSGO này, Valorant, đúng là CS2 và Valorant, thêm luôn cả Liên Minh đi cho nó đủ món eSports, thì nó sẽ chỉ gọi là một phần nhỏ nhỏ từ GPU để nó thêm FPS đi thôi. Bởi vì các tựa game đó nó là sử dụng CPU nhiều hơn, GPU nó chỉ sử dụng một tí để nó thêm FPS thôi, nên là mình sẽ không so sánh ở đây. Nó không có quá nhiều cái để mình muốn nói thêm về câu chuyện GPU cả. Mình có thể test thêm một vài cái, giả dụ như kiểu là render hình ảnh 3D chẳng hạn. Tuy nhiên là với những cái tầm giá này, mình nghĩ là sẽ ít ai mua những con máy này để làm 3D chẳng hạn vậy. Và cái thứ hai đấy là các bạn làm 3D, các bạn cũng đã biết mình cần phải mua con máy gì rồi. Và cái thứ ba là bên mình cũng không có quá nhiều app để lại hỗ trợ như vậy. Thế nên là game vẫn sẽ là một cái bài test rõ ràng nhất và trực quan nhất đối với cá nhân mình là như vậy. Vậy thì RX 7700 nó có thực sự đáng mua hay không với tầm giá đối đấy khoảng tầm 22 củ để chơi tất cả tựa game? Về cơ bản là nó vẫn có, bởi vì khi mà bật công nghệ lên nó vẫn hoàn toàn thể chơi được ngon, chơi được mượt. Còn RTX 4060 với cái giá ở thời điểm hiện tại dao động đâu đấy khoảng tầm từ 25 thậm chí lên tới 30 đồng, hay có những con tầm 35 đồng nó vẫn sử dụng RTX 4060. Thành ra nó là một con cạc có thể gọi là đắt đỏ. Nó ngon nhưng mà nó đắt đỏ do hiệu năng nó quá tốt, thành ra các hãng không thể nào giảm giá nó xuống được. Đó. Và anh em thấy sao về video này? Nếu như anh em thấy hay thì đừng để quên. Và anh em thấy sao về video này? Bài test này có đủ trực quan cho anh em chưa? Và nếu như có vấn đề gì, anh em hãy nhớ comment cho mình ở phía bên dưới. Cũng như nếu thấy nó hay và bổ ích thì đừng quên like, subscribe cho kênh No More Computer để ủng hộ cho anh em mình nhiều hơn. Còn bây giờ thì mình xin phép, 12:30 rồi. Mình ăn cơm phát. Peace out.